Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 20 tháng 6, Nhà Trắng đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những lời chỉ trích của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến cuộc chiến tại Gaza tiếp tục kéo dài. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Mỹ phản đối chỉ trích của ông Netanyahu về cáo buộc nước này giữ lại một số vũ khí không chuyển giao cho Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cũng khẳng định phát biểu của Thủ tướng Israel là điều khiến Mỹ khó chịu, thất vọng và không chính xác. Ngay sau động thái của Nhà Trắng, ông Benjamin Netanyahu lập tức lên tiếng, tuyên bố sẵn sàng hứng chịu mọi cuộc tấn công cá nhân nếu cần thiết để Israel có thể nhận được vũ khí và đạn dược cần thiết trong cuộc chiến với Hamas. Trước đó, trong một video công bố hôm thứ Ba, ông Netanyahu cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đảm bảo chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí cho Israel. Tuy nhiên sau đó ông Blinken từ chối xác nhận. Ông Netanyahu sau đó chỉ trích Mỹ, tuyên bố việc Mỹ giữ lại vũ khí và đạn dược, không cung cấp cho nước này trong vài tháng qua là điều không thể tưởng tượng được. Hiện tại cuộc chiến tại dải Gaza vẫn diễn biến phức tạp, các bên chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc thả con tin nào. Mâu thuẫn nội bộ tại Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Trong khi Israel tiếp tục các đợt tấn công quân sự nhằm vào lực lượng Hamas tại nhiều khu vực, thì giao tranh giữa quân đội nước này với Hezbollah tại biên giới phía Bắc có dấu hiệu gia tăng, có nguy cơ bùng phát thành cuộc chiến toàn diện. Ngày 20 tháng 6, lần đầu tiên lực lượng Houthi ở Yemen đã công bố đoạn video về vụ tấn công tàu chở hàng MV Tocho treo cờ Liberia nhưng thuộc sở hữu của Hy Lạp hôm ngày 12 tháng 6, khiến một thuyền viên thiệt mạng. Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV được thực hiện vào ngày 12 tháng 6, tấn công vào tàu MV Tutor treo cờ Liberia nhưng thuộc sở hữu của Hy Lạp. Vụ tấn công đã khiến tàu MV Tutor bị hư hại. Đến ngày 15 tháng 6, 24 trên tổng số 25 thành viên thủy thủ đoàn đã được Hải quân Mỹ và Pháp đưa ra khỏi tàu, còn một thành viên được cho là đã thiệt mạng trong phóng máy sau vụ tấn công. Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023, trong các cuộc tấn công mà lực lượng này cho là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại dải Gaza. Trong động thái đáp trả, kể từ đầu năm nay, Liên quân Mỹ, Anh đã tiến hành nhiều cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Hezbollah cho biết đã phóng rocket nhắm vào doanh trại của Israel nhằm đáp trả vụ oanh kích mà Israel nhắm vào làng Dekifa ở phía nam Liban, khiến một thành viên của Hezbollah thiệt mạng. Ngày 20 tháng 6, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng hàng loạt rocket vào khu vực phía bắc Israel nhằm đáp trả các vụ oanh kích trước đó mà Israel tiến hành nhắm vào miền nam Liban. Trong thông báo, lực lượng này cho biết đã phóng rocket nhắm vào doanh trại của Israel nhằm đáp trả vụ oanh kích mà Israel nhắm vào làng Dekifa ở phía nam Liban, khiến một thành viên của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của Liban cho biết Israel đã tiến hành các cuộc oanh kích vào một số khu vực ở miền nam Liban, khiến 3 người thiệt mạng và 2 dân thường bị thương. Trong số người thiệt mạng, có một thành viên của lực lượng Hezbollah ở Liban và một chỉ huy của lực lượng này. Các cuộc pháo kích giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel gia tăng trong những ngày gần đây. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah, ngày 19 tháng 6 cảnh báo sẽ tiến hành cuộc chiến không giới hạn nếu Israel tăng cường hoạt động quân sự nhắm vào lực lượng này. Trong thông cáo báo chí ngày 20 tháng 6, quân đội Israel cho biết thêm, binh sĩ nước này tiếp tục hoạt động quân sự tại khu vực phía nam thành phố Rafah và khu vực Trung Gaza. Thông báo cũng cho biết, một chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas mang tên Ahmed al-Sawaka đã thiệt mạng trong vụ oanh kích của quân đội Israel ở thị trấn Beit Hanun phía bắc dải Gaza. Chỉ còn đúng một tuần nữa, hai ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump sẽ mặt đối mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên trường quay của kênh truyền hình CNN. Cho đến nay, cả hai ứng cử viên đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục từ ai sẽ là người trả lời cuối cùng cho đến các quy tắc sử dụng micro. Theo thông tin mới cập nhật, sau khi ban tổ chức thực hiện tung đồng xu hôm 20 tháng 6, cựu Tổng thống Trump được lựa chọn là người sẽ phát biểu sau cùng.
nhóm phụ trách tranh cử của ông Trump cũng xác nhận thông tin trên, cho biết cựu tổng thống sẽ là người phát biểu cuối cùng sau khi màn tranh luận trực tiếp kết thúc. Theo giới quan sát, quy tắc tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tương đối khắt khe với một số nguyên tắc mới. Phiên tranh luận lần đầu tiên này không có khán giả, chỉ có hai ứng cử viên, không được nói chen ngang vì micro sẽ bị tắt khi đối thủ phát biểu. Mặc dù chưa rõ trong lần tranh luận vào thứ năm tuần tới các ứng viên sẽ thể hiện như thế nào, nhưng điểm nổi bật của các phiên tranh luận trong kỳ bầu cử năm 2020 giữa ông Biden và ông Trump thường tập trung vào những lời chỉ trích lẫn nhau, ngắt lời trong khi đối thủ đang phát biểu, xung đột với người điều phối chương trình. Nhóm phụ trách tranh cử của ông Trump cũng cho biết, trong các lần tranh luận năm 2020, ông Trump thường xuyên cướp micro, nói quá nhiều khiến ông Biden không có cơ hội phát biểu, chủ yếu là cười trừ. Ông Trump có thể điều chỉnh cách thức thể hiện khác so với các lần tranh cử trước. Theo các kết quả thăm dò dư luận mới đây, cựu Tổng thống Trump vẫn đang dẫn điểm sít sao so với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Biden, ở các bang chiến địa, có thể quyết định kết quả bầu cử. Dự kiến nội dung tranh luận sẽ tập trung chính vào các vấn đề nóng đang được dư luận Mỹ quan tâm hiện nay như sức khỏe nền kinh tế, khủng hoảng nhập cư và vấn đề tuổi tác của hai ứng cử viên. Tỷ phú kín tiếng Timothy Mellon đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một nhóm hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, một trong những khoản đóng góp lớn nhất trong lịch sử. Tờ The New York Times ngày 20 tháng 6 trích dẫn những bảng kê khai cho thấy tỷ phú Timothy Mellon, người thừa kế gia sản đồ sộ do cố Bộ trưởng Tài chính Andrew Mellon để lại, đã tài trợ 50 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị PAC, ủng hộ ông Trump là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại MAGA. Khoản đóng góp được gửi đến ngay sau khi ông Trump bị kết tội trong vụ làm giả hồ sơ kinh doanh tại New York để che giấu việc chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm. Trong tháng 5, MAGA đã nhận hơn 68 triệu đô la Mỹ tài trợ, trong đó hầu hết là từ ông Mellon và 10 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú Liz và Dick Ulay, người sáng lập hãng đóng gói và vận tải biển Ulay, theo Reuters. Trong mùa bầu cử năm nay, ông Mellon đã quyên góp 100 triệu đô la Mỹ cho các ứng viên, người đầu tiên lập cột mốc này. Ông là nhà tài trợ lớn cho các siêu sao PAC ủng hộ ông Trump và ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. Phe Dân Chủ cho rằng ông Kennedy là đối thủ tham gia cuộc đua nhằm giảm số phiếu của Tổng thống Joe Biden, qua đó gia tăng khả năng thắng cho ứng viên Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Ông Mellon đã tài trợ cho nhiều biện pháp chống người nhập cư và là nhà tài trợ lớn cho một quỹ do bang Texas dẫn đầu nhằm xây tường tại biên giới Mỹ với Mexico. Năm 2020, ông Mellon ủng hộ ông Trump trong cuộc tranh cử với ông Biden. Theo tờ USA Today, ông Mellon sống tại bang Wyoming và rất kín tiếng, hiếm khi bị chụp ảnh. Ông là một phi công nghiệp dư và đã đầu tư vào các công ty liên quan, ngành vận tải như Pan American World Airways. Forbes ước tính gia đình Mellon có số tài sản ròng đến 14,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2016, ông Mellon tự xuất bản cuốn tự truyện với từ ngữ chỉ trích người da màu, sử dụng các chương trình an sinh xã hội. Một quyển sách với tựa đề tương tự dự kiến được xuất bản trong tháng 7 với phần bìa sách có trích lời nhận xét của ông Kennedy. Tim Mellon là doanh nhân cừ khôi, đã thể hiện những phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất của điều mà FDA gọi là thiên tài công nghiệp Mỹ. Ông Mellon đã ủng hộ ít nhất 20 triệu đô la Mỹ cho siêu sao PAC ủng hộ ông Kennedy, tổ chức những giá trị Mỹ, theo Reuters. Tuy nhiên, theo công bố của tổ chức này vào ngày 20 tháng 6, họ chỉ nhận được khoảng 280.000 đô la Mỹ tài trợ trong tháng 5 và không có đồng nào từ ông Mellon.